Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Chủ tịch Hà Nội không sát thực tế Ngày 16 tháng 10, VOA tiếng Việt cho hay, người dân phản biện chủ tịch Hà Nội có người ăn sinh, vô gia cư, môi trường rất ô nhiễm. Theo đó, chủ tịch Hà Nội Nguyễn Sĩ Thành đã nói trong những ngày gần đây rằng thủ đô Việt Nam không có người ăn sinh và người vô gia cư. Và đây là hình bài trên VOA. VOA cho biết, phát biểu của ông Thanh dẫn đến việc hơn 1.000 người dân đưa ý kiến trên mạng xã hội phản bác lời của ông hoặc thể hiện sự bất bình, mỉa mai. Trong các nhóm diễn đàn trên mạng gồm Hà Nội News, Sài Gòn TV, Việt Nam Trong Tôi, Chân Trời Mới Media, Autofun và trang cá nhân của một số Facebooker có đông người theo dõi như Đào Tuấn, nhiều người thẳng thắn cho rằng Chủ tịch Trần Sĩ Thanh nói sai hoặc không gần dân, không nắm thực tế, đồng thời nêu bằng chứng là ngày nào họ ra đường cũng gặp người ăn xin hoặc người vô gia cư. VOA dẫn một phóng sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội phát ngày 14 tháng 10, cùng ngày Chủ tịch Thanh đưa ra tuyên bố trên. Phóng sự dài gần 15 phút của HTV có đoạn nói rằng người an sinh ngồi vật vờ trên các ngã đường không chỉ gây đau lòng mà còn là một vấn nạn xã hội nhức nhói. VOA dẫn xác nhận của một nhà hoạt động xã hội nói rằng vẫn có người an sinh vô gia cư ở Hà Nội, đặc biệt tại các ngôi chùa và họ bị xem là những người hành nghề an sinh, hàm ý rằng đó là việc để kiếm tiền chứ không nhất thiết vì hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ. Và đây là hình một người an sinh ở Hà Nội. Nhà hoạt động cho rằng Chủ tịch Trần Sĩ Thanh phủ nhận nạn an sinh vô gia cư vì muốn thể hiện rằng Hà Nội có hình ảnh đẹp và kinh tế phát triển, không còn người nghèo. Ngoài ra, cũng có thể ông Thanh muốn nêu bật nỗ lực của thành phố trong việc đưa người an sinh vào trung tâm công tác xã hội và quỹ bảo trợ trẻ em thuộc chính quyền Hà Nội. VOA nhắc lại, Hồi tháng 7, một bản tin của báo lao động thủ đô viết rằng, trong 6 tháng đầu năm 2024, trung tâm trên đã tập trung tiếp nhận 225 người lang thang mà 90% có hành vi xin ăn, xin tiền. Việc thu gom người lang thang, xin tiền là một trong những biện pháp giữ gìn hình ảnh thủ đô văn minh hiện đại trong mắt người dân và bạn bè quốc tế, tờ báo nêu rõ. VOA dẫn lời một người đàn ông ở Hà Nội nói rằng, Tôi sống ở Hà Nội 50 năm nay, trong lòng khu phố cũ cách đây vài hôm vẫn thấy có người ăn xin ở trên đường. Tất nhiên so với cách đây vài năm có bớt đi do chính quyền thu gom. Và đây là hình rác trên đường phố Hà Nội. Ông cho biết thỉnh thoảng có xe của chính quyền đi gom những người ăn xin vô gia cư về trung tâm bảo trợ xã hội theo từng đợt, chẳng hạn vào các dịp lễ lớn, hội nghị quan trọng hay có đoàn nguyên thủ nước ngoài đến Hà Nội. Người này lý giải lời của Chủ tịch Thanh như sau nếu các ông ấy đi thăm các đơn vị cơ sở thì dưới cơ sở được báo trước, hôm nay có đồng chí lãnh đạo đến thăm thì dọn dẹp hết tất cả các thứ rồi. Có bao giờ đi đột xuất hoặc đi bất chợt đâu thì làm sao ông ấy thấy được? Bao nhiêu năm nay nó như thế rồi. Ông cho rằng vấn đề máu chốt nhất của Hà Nội hiện nay có lẽ là giao thông đô thị và ô nhiễm môi trường. Theo VOA, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài thừa nhận ô nhiễm môi trường là vấn đề hết sức bức xúc vào ngày 14 tháng 10 khi bà gặp gỡ cử tri ngày 14 tháng 10. Nam cư dân Hà Nội nói thêm, chưa thể hài lòng với cái của Hà Nội, xứng đáng là thủ đô của một nước gần 100 triệu dân. Nhà hoạt động nói trên thì cho rằng, chất lượng cuộc sống còn phải xét đến việc người dân có phải lo lắng về an toàn giao thông, chăm sóc y tế, ô nhiễm môi trường hay không. Đó là những vấn đề mà Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung, còn lâu mới giải quyết được. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chủ tịch Hà Nội không sát thực tế. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bà Nguyễn Thúy Hạnh nói về cáo buộc sai trái trong bản án của mình ngày 15 tháng 10, AFA tiếng Việt có bài phỏng vấn nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh. Tôi chỉ lên tiếng cho một xã hội tiến bộ hơn. AFA cho biết, bà Nguyễn Thúy Hạnh, người từng tự ứng cử đại biểu quốc hội trong cuộc bầu cử năm 2016, mới mạng án 3 năm 6 tháng tù vào ngày 7 tháng 10 vừa qua. Bà Hạnh từng tham gia nhiều cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc trong một số vụ đụng độ giữa tàu cảnh sát biển và ngư dân Việt Nam ở Biển Đông đầu thập niên trước. Và đây là hình bài trên AFA. AFA cũng cho biết năm 2018, bà sáng lập quỹ 50.000, một quỹ từ thiện, vận động người dân trong và ngoài nước, đóng góp số tiền chỉ 50.000 đồng nhằm thuê luật sư bảo chữa cho những người bất đồng chính kiến bị bắt giữ và giúp đỡ thân nhân của họ trong việc thăm nuôi. Cuối năm 2020, bà đã phải tuyên bố đóng quỹ này và sau đó bị bắt vào tháng 4 năm 2021 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình Sự. AFA dẫn lời bà Thúy Hạnh cho rằng, Tôi không tuyên truyền chống phá nhà nước, tôi chỉ thực hiện quyền công dân của tôi, quyền lên tiếng cho những điều tốt đẹp và cho một xã hội tiến bộ công bằng. Tôi không phạm tội gì cả. Phiên tòa của tôi là phiên tòa sự kính, và bởi vì sự kính nên không có người thân hay nhà báo tham gia. Tuy vậy, tôi thấy rằng việc kính này không ảnh hưởng gì đến tôi vì phiên tòa xảy ra rất bình thường tôi không phải chịu một áp lực nào cả. AFA tiếp tục dẫn lời kể của bà Hạnh cho hay, khi nhận quyết định về phiên tòa, bà đang trong tình trạng bị trầm cảm rất nặng. Vì vậy, bà đọc sơ sài và ký vào văn bản mà không ý thức được là sự kính và không sự kính thì như thế nào. Tuy nhiên, trong phiên tòa, họ không đấu tố bà, chỉ hỏi rất sơ sài và chừng mực, kể cả đọc cáo trạng, phiên xử kéo dài không đầy 30 phút. Tôi không phạm tội, cho nên không có chuyện tôi nhận tội. Tại phiên tòa, tôi đã tự bào chữa theo hướng là tôi không phải người làm chính trị, cũng không chống phá chính quyền hay làm hại bất cứ một cá nhân hay tổ chức nào, bà nói. Và đây là hình nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh. Về quỹ 50.000 đồng, bà Hạnh nhận xét, quỹ đã thu hút được rất nhiều sự giúp đỡ, đóng góp của đồng bào trong và ngoài nước. Quỹ cũng làm cho mọi người gắn kết với nhau hơn, sống có trách nhiệm hơn và bớt sợ hãi, nhất là những người trong nước. Ban đầu, người ta rất sợ việc góp tiền cho quỹ để nuôi tù chính trị. Nhưng sau đấy thì người dân bớt sợ hãi và càng ngày càng có đông đảo người đóng góp. Theo bà Hạnh, quỹ 50.000 đồng quyên góp được một khoản tiền khá ấn tượng để giúp đỡ được hơn 100 gia đình tù nhân lương tâm, hầu như là điều đặn mỗi tháng từ 3 đến 4 triệu cho một gia đình. Vẫn theo bà Hạnh, khi ra tòa, bà không bị xử vì quỹ 50.000 đồng. Trong suốt quá trình điều tra, ra tòa cũng như cáo trạng của Viện Kiểm sát Điều không nhắc đến quỹ này. Khi cụ Lê Đình Kình mất và vụ đồng tâm xảy ra thì rất nhiều người thương xót cụ Kình. Trịnh Bá Phương bàn với tôi là sử dụng tài khoản Vietcombank của tôi để những ai muốn phúng điếu cụ Kình thì gửi tiền vào tài khoản đấy. Bà Hạnh nhắc lại. Khi tôi đến ngân hàng để rút số tiền đấy ra để chuyển cho gia đình của cụ Kình ngân hàng thông báo với tôi là tài khoản của tôi đã bị phong tỏa và không có một lý do gì. Sau đó tôi đã có làm công văn hỏi thì họ đều trả lời là chưa giải quyết được và từ hồi đấy tài khoản của tôi vẫn bị đóng băng. Cuối buổi phỏng vấn, bà Hạnh nói về dự định sẽ tập trung chữa dứt điểm căn bệnh ung thư và trầm cảm. Bên cạnh đó, mục tiêu sắp tới của bà là khoản tiền phúng điếu cụ Lê Định Kình. Bà có dự định sẽ ủy thác cho luật sư làm việc này để lấy tiền ra và chuyển cho gia đình cụ Kình. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bà Nguyễn Thúy Hạnh nói về cáo buộc sai trái trong bản án của mình. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Đèn để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.